Tứ Xuyên ha, bên Vũ Hán mới qua. Không đi luôn đâu ơi. Không, thua đi ha. À, thua đi vậy không lẽ cho ông đi hoài luôn. Ông đi ra tiêm cũng còn ăn dễ nữa, tôi phải đi học. Sao nghĩ à? Làm nó lại. Ở lại thứ hai ha. Đếm trước. Dạ, còn không xong rồi bay. Tấn công mới được. Mình sẽ đòi tấn công mình ha, nhảy hai người luôn giữa đó. Thua nữa tới đây thì chắc. Sai xong à. Quấn giờ lần sau hỏi chuyện được không? Ừ, tôi muốn là sau này thấy là tôi không chuyện nữa. Ờ, không lên sỉ quý luôn liền nước anh cháu nghĩ là. À, mày nãy giờ mà ngồi nãy giờ khỏe rồi. Nãy giờ khỏe rồi phải không? À, nó la ngồi nãy giờ tôi khỏe rồi, rồi gì thua chú gì. Rồi, bạn này nữa hai. Tạo can lợi móc trụ mới che chắn lại bớt. Xong đụ mà cái vụn chót này nơi mình gỡ con này lên xe cũng được. Chứ mất bắt buộc luôn thì cờ phải dở ra chứ. Giống như anh Phước vậy là người lại cũng lép cả hết trơn rồi. Giờ anh có thấy giờ anh cũng lép rồi. Rồi không suy nghĩ gì hết trơn rồi, ngán nghĩ người ta. Từ từ. Anh đẻo một hồi anh là mòn mỏi hết trơn rồi. Hồi anh là trụ lũi mà anh không còn con gì. Cứng như cây củi không? Đâu, buông tay ra thua nữa rồi, tới đây thua. Rồi ông ca, ông cổ không là đây, ông rung mẹ. Ủa, tới đây là cho nên phù huê không? Không, đúng không? Thấy đường thua chưa? Xe thua là chưa thấy đường thua. Rồi, thấy gì ta? Thấy. Thấy quá vậy các bạn. Tại vì cho mấy mẹ mình chạy hết xong rồi. Cái gì chắc bò chứ heo đâu. À. Heo da đâu có dày dữ vậy. Bò. Bò. Chạy xe tao làm đây là con mày đó, mày có kỹ thuật. Bởi nhưng mày biết mày quyết mà không biết kỹ thuật đi bên này chạy xe chưa? À, làm pháo cái lòi ra lên chuyện ngựa dưới liền. Nè, giờ xe giờ có cứng cổ rồi, cổ gan liền cũng phải chạy. Dặn nó đập luôn. Chứ mày đừng nóng mạng lên, nó gặp mày cái anh tí mà anh làm cái bụp vô cái mày làm liền. Thấy không? Nóng quá được cũng được. Mày gắng sĩ lên đi đó. Bây giờ hỏi ý anh sao? Không, anh chị có vậy? Đường đi ra, anh đi vô đúng Lê Thị Ngựa đó nè. Em tôi không? Đó, hỏi ăn không? Đây, em hỏi thăm thằng em bé nhỏ bên kia nữa nha. Đó, thấy tôi còn quýnh không? Nè, leo lên chỗ này như vậy, cái ốp qua cái chạy nữa nè. Giọt luôn. Ốp chừng bao nhầy, ông nó chốt luôn. Không chỗ nào tao đâu biết, giờ có nhảy đây ăn pháo cũng đâu làm khí khô tao đâu biết.
Ở về quýnh vậy thua tí phải rồi. Quýnh đi quá. Thôi hai. Lẹ lặn mấy cái cũng thua nữa mà thôi. Nguy hiểm quá vậy ta. Giờ mình làm bộ mình đi không thích được. Thôi đi. Thằng nào bớt chốt em đi nha để em dạ. Dạ. Không hỏi nữa, không có chỉ đâu. Ê, ăn nó qua này. Dạ. Cái này ăn thì nó dễ. Lo cái này đó giờ ở dưới quê mày có học cờ gánh không? Lên thành phố biết chơi cờ gánh à? mày chơi cờ gánh vợ thấy gì ta giờ mà mày làm bộ mày đứng chạy mày làm bộ mày không thấy được không? Tao tiếc chốt mà chứ ngựa tao ít tiếc lắm, tánh tao kỳ tiếc. Mai là số mình nhớ thôi, anh cứ nằm giữ pháo đầu hoài quýnh gì nữa. Đó, nằm giữ pháo đầu hoài. Hai. Thôi, còn 8 gián nữa, tranh thủ rồi cho 16 phút trên gián 2 phút. Tao chết tao về đây nè, biết không, biết là ác cái ngựa hết từng đi nè. Nó mày mày chơi mày phải ác. Nó chết mẹ, bữa nay rằm tháng giêng. Tao chết nó ở đây quên gì đâu. À nè, mày coi nè. Đó, đi đi, đó, xem đi. Đây, không ngựa về đây bị ăn, đi đây không được, giờ hết con đi đó. Thấy không, đó. Đây, không bánh mà không chạy ra cái tao móc để tao lụm con. Đó, đây. Vừa quýnh vừa chỉ thấy đẹp không? Anh tí quýnh chả anh tí không chỉ mày chứ. Tao quýnh mà tình cảm tao chỉ luôn. Khó chịu quá ta. Rồi, dựng chút trở lại đi đó. Tôi muốn cho luôn. Dựng chút đầu trở lại đi. Kể em thông cảm luôn. Cho lùi. Không. Giờ mình cho giống như cờ ốc dương cho anh chốt đi lùi. Cờ ốc chốt cũng đâu có được đi lùi. Bây giờ mình không chảm mình chế thêm lỗ cờ. Cờ đi lùi. Thấy không? Đừng lên nghe, lên tôi bắt cái nhãn kẹp, tôi kéo về chết á. Cứ nằm yên lên, nhiều khi tôi ta tôi không bắt. Chứ giờ tôi quẹo xe ra thì ngựa lên xí cẳng rồi. Nhưng mà... Cái này như này. Đây. Ui. Ồ. Để nó lụm này. Lụm rồi. Kẻ nổ chốt chừng nào tới báo người ta cha ừ. Đây. Trời nguy hiểm quá vậy ta. Thôi là làm luôn. Chết tôi. Quá. Thôi lên. Ăn chốt làm luôn sĩ đi để tưởng nó ăn không à. Làm luôn để tưởng ăn giờ. Con chốt ra rồi mà lắp cơ cá. Mà giờ ra xe chốt anh quýnh lại không? Tôi hỏi thiệt á. Biết rồi, chưa chốt. Tắt được xuống nữa. Thấy. Nộ tới đó người ta bỏ chén. Bệnh. Bệnh đâu á. Corona làm tao biết không có thuốc, hết thuốc chữa rồi. Ai vậy? Nó đỡ đâu. Ờ, để đó đi. Để đó chút 10 vàng tính luôn. Mấy gián rồi? 2, còn 8 nữa, 16 phút. 16 phút, giá 2 phút là nhà nước cho tôi 20 phút để ăn 10 gián. 50 xu. Nhà nước nói rồi là... Tới! Đây đây, không biết. Tới á. Thôi mình ăn đủ á. Anh quay gì mà nói tôi ăn á. Làm đây. Thôi ăn đủ, người ta đang quay máy vậy ăn, người ta cười tôi bể bụng vậy. Trúng chiều á. Không á nghe. Biết trúng chiều á, không dám chơi. Gì trúng chiều hả? Đồ tao nốt luôn. Đợt đi. Dạ, chú Việt chấm ăn đi không?
cho đó đâu. Đâu bà Mai. Được quá. Đó. Phải không? Nếu mà tôi chơi sĩ này đó, thay vì tôi chạy ra là cũng không chết nhưng mà chạy luôn đúng không? Đó. Giống như bạn rồi nữa, té nữa. Quá là tôi đâu có lỗ gì đâu. Có lỗ gì đâu. Mai lại sớm em. Coi thua nữa gì ơi. 3. Cứ 2 phút anh Diễm đếm đều đều 2 phút bàn nha. Rồi bỏ bàn. Đó. 20 phút mà nhà nước nó tôi chỉ tiêu là tôi ăn không đo tới 10 bàn. Mỗi năm ra tôi là anh năm mình ghé mình làm nhé. Bảo mà. Không chút tới vô nữa mày. Má cờ này đi xuống đó đây cũng thắng rồi. Chấp rồi má. Chấp cái. Rồi khác rồi. Chấp mày nha, chấp y vậy nè tao chấp cho. Đó. Khánh nó hay hơn tao nữa mày dám nó luôn. Để má. Được. Khánh nó hay hơn tao. Chấp cái thôi. Má. Má. Nè, cho tình cảm bỏ ngựa cho nó. Gia giữ được đâu mà bỏ. Vì tôi xích ngựa tôi chạy đây lòng thua nhưng mà đúng tôi không có kẹo lắm. Em ơi. Má. Ông đi được con gì rồi. Chốt thì không dám ăn qua cái gì cũng không dám ăn. Bây giờ tao đi hoài không biết cũng ăn. Hoặc tôi bình tượng dưới tôi nè. Đuôi dính. Dính ăn trơn. Rồi xuống đây tao bảo sạch thích luôn coi. Đẩy đi bà. Cái gì cũng không. Thôi mình không có đi. À, sợ bẫy quá. Cờ thì bẫy quá. Con gà.
Ba phải không? Kịp ăn trên đây cũng kịp ăn. Má ăn rồi được bạn. Anh về xe luôn, con xe sáu lấy được. Anh về xe nào? Anh về đây, đúng này tao ăn luôn này nó cũng mẹ. Có bỏ chuột nè, có chuột, chuột. Quá trời. Sao chuyện nổi? Ba không. Ba không. Nó có 6 phút ăn bao không? 14 phút nữa. Nhưng mà nghỉ khỏe lên chứ vô. Cái này chắc bà mở nó vắn lại à. Có đâu vắn chỗ nào. Giờ kinh doanh nó cái gì cũng vậy á. Tức là những chỗ đông, đám đông nó là vô tập trung à. Đúng không? Chợ nè, vô như là mấy đặt chiếu phim hay gì đâu, ai đi coi gì đâu. Ca nhạc kịch vậy thôi thôi. Giờ biết một ca nhạc, biết chiếu cái này mình đá banh nè, đá banh á, ngưng lại hết rồi, nó đi học không không cho đi học luôn, phải không, nghỉ hết, học. Bạn tôi đâu qua ở bảy tám giờ, đá banh giờ chưa được đi, giờ nằm giờ chết. Gì? Ở bảy trời đâu qua nằm về đi qua lại bình thường mà từ đưa con bị sốt thôi chứ thằng gì nó ảnh qua không được giờ đang đã vé rồi cả vợ nữa đó là phải vừa nó phải dài quả đó là họ đóng lại vô cái gì thằng Ly nó mới về nó quay lên YouTube nó mới vừa về qua bình thường kìa. Nó mới vừa quay xong rồi nó quay từ Việt Nam nó về Mỹ quay cho tao coi. Dịch bị đó nè, nó về Mỹ qua nè. Mình về bình thường. Chắc chắn rồi em ơi, em chắc thôi chứ. Không được. Hỏi nó đi. Thằng gì nó mới quay luôn, nó quay tới cái này còn chưa về được dài. Cái này là nó quay luôn á, từ Việt Nam nó từ Việt Nam nó quay quá thẳng Hồng Kông ha. Hồng Kông kiểm tra nhiệt độ xong cái bay qua tới Mỹ luôn. Tới Mỹ là tới Việt Nam về.
tháng 13 này đi. Dạ. Bây giờ mình đã làm hết rồi, 15 rồi cho anh em thấy không đủ. Cái từ này cũng bắt đầu sao mà đâu cũng được. Cái bức trên này hạn chế mà sao. Rồi thuốc ăn nuôi đi cái dưới hết nha. Ở hiện cái chất nước dưới mà chất nước dưới là dưới dưới nó ăn vui nữa. Ở dưới dưới trong nha, có dưới trên. Có đổi cờ không? Rồi nó đang chơi hơi tạo bạo lên để có lòng. Có lòng cái gì? Bạn chết rồi, luôn chứ đâu phải chết. Bác sĩ lý giờ lượng giờ mới chết lâu rồi. Mới chết tay nè, không nội. Mới cái gì đâu mà chết của bảy tay mà. Bây giờ ta đang bắt cả cái chết của nó thôi. Nó chết lâu rồi, mấy ngày rồi, nhưng mà ta đang đang điều tra cái chết bữa này 2-3 bữa gì rồi. Đúng rồi, anh Liêm. Khoảng 2 giờ 58 phút, 1 giờ 58 phút, anh ấy ra đi. Hôm nay ngày 8. Để ghi rõ ràng không có vậy là mới chết hôm qua. Anh đọc báo gì vậy? Báo gì cho nó không? Báo đời. Bác sĩ ra đi để lại mọi người nè, vợ và con nhỏ nè. Bệnh viện Trung ương cũng án các bác sĩ từ này giờ hôm qua đến khoảng 2 giờ 58 phút. 1 giờ 58 phút giờ rồi, bác sĩ nhà tức là mới chết hôm qua. Giờ Việt Nam mình nó là 1 giờ 60 phút. Vậy mà anh nó là bác sĩ nè. 1 giờ 58. Anh là người đầu tiên phát hiện ra con này nè. Mà người đầu tiên phát hiện luôn. Mà nhiễm. Mà tự nhiễm luôn. Mà nhiễm chắc phải chết. Chết luôn à. Cái là không có muốn mới các 3 mấy tuổi mà này các bác sĩ khác tập trung vô. Bắt anh mời anh lên 8 lần công an mời lên 8 lần làm với là tung tin đồn. Quay động là cái chỗ là tại sở bác sĩ mà đúng rồi. Đúng rồi. Cái này không có hút trị, quan trọng gì đâu. Gác tử ra chứ bây giờ. Ngay cái đó nếu có đúng trị là vợ người ta. Giải chút cung á. Cái này là đâu có không phải đâu mà nhức mỏi nhưng mà làm mấy cái thấy khỏe là làm những cái đai. Cái này chắc là chúng hơi xui à. Má lại xuống chụp luôn. Có. Rồi là có bác sĩ nữa rồi. Má xuống chụp lên cây ta. Có rồi. Không đơn giản nhanh gì hết. Lên cây ông chụp đó tôi lên tôi cản được ông chứ lấy gì. Cơ thể của anh. Thấy không? Tốt. Không có ăn uống không gì luôn mà. Mà đâu có đủ bác sĩ cho ông ngựa đó. Mình đứng sau xe bắn ngựa chạy vợ. Ở đó bê ông đủ lại cho ông đứng nó hoài. Anh hiểu không? Giờ có đâu có đủ tay cũng làm biết. Đau lưng nhức mỏi gì cũng làm. Phải không? Không còn đau lưng nhức mỏi luôn à? Nhức mỏi tôi đi. Nhức mỏi tôi đi. Nhức ai cũng vậy giúp dùm tôi. Em nói tại ha. Tết cái này đau bác sĩ mà nó phát hiện ra đau từ con lên là được 2 ca cộng tác nuôi cũng có còn bị gây bán bị công an mời nếu mà cũng ăn không nó cũng bệnh đi như vậy mà đi trước luôn hay rồi rồi vậy để sẽ lại năm ngày luôn tôi đẩy ngựa cũng dám ăn nữa ở đó mà ăn cũng bắt chân xe liền nữa. À, vậy em này chạy luôn rồi. Tao đừng đi nước này đi về là thôi mày ở ngoài mày tính nhảy vô vậy. Đúng rồi, chạy luôn. Ông này là con xe đây lúc nó bắt nhảy cái ngựa làm pháo nó xúc bò nó nhảy bắt xe. Bắt xe tao về tao đây tao bắt luôn sao? Pháo tao đứng đây mà nghe. Đưa nó hỏi đây luôn. Tao đi về phải ăn bò phê pháo. Cái này nha, cái đó là đăng ký một điếu hút điếu dắt lô tài. Một điếu hút điếu dắt lô tài. Điếu này là hút chắc ơi, con kiếm thêm điếu dắt lô tài. Nhưng nào người anh chạy nó mới qua, còn anh đứng yên thôi, tôi chưa có qua. Đúng không? Có cái này con dịch bệnh đó chứ. Nóng. Vậy tới ngựa bên kia nữa. Ê, mà anh chạy ra không được. Mà anh chạy ra mình cũng ăn mấy con rồi. Điếm nổ. Thôi vô. Được, hay quá ha. Anh làm sao để mà hạn chế? Chẳng hạn như bây giờ cô không có thuốc tẩy, mình nói không có thuốc tẩy. Nó nguy hiểm cỡ nào mình nói. Lên để chỗ lẻ, mình nhấn chậm quá. Hạn chế. Đéo lên chỗ lẻ. Giờ nó hạn chế mà cắt ra đường mà tốn kém đó. Rồi giữ gìn vệ sinh đó, rồi tránh tiếp xúc này đó kia đó. Nó có cái cách gọi là phòng cho nó hạn chế. Là
lớn chỗ lẻ chậm quá. Đúng rồi. Thôi đừng nhảy qua ngay xe cho chúng mày không nổi. Tôi giấu phải là như anh nói là bệnh thì chết cái chuyện đâm đầu vô xe lửa nữa. Rồi 4 6 giờ năm 12 là mới chết mình đó chứ. Sao đi mà nó phát hiện vô nữa nghe. Bác sĩ là thông báo mà bị con em của Trung Quốc đó là bị làm cho nó luôn. Đâu có tiền tiền tại Việt Nam mà không có. Đó, thì đã nó xảy cái ngay tại Thái Bình đó, sao Việt Nam mình có được. Đi. Nếu mà nó xử lý kịp thời. Ủa mà cái thời gian nó lâu quá. Mấy ngày thôi, tùy ngồi 4 ngày. Tùy ngồi. Ghê rồi. Nó trong nhà biết là sự trí tốt thì nó thở cho dạ đúng rồi. Ngàn ngự thì chỉ còn chết có 50 ngự hay 70 ngự mà đã ẩn. Bố lên liền, bố đã ẩn liền thì thở. Còn ví dụ nó giấu mặt thân nhà. Người dân dễ đi nhà, ít đi nhẹ, nhà hàng dân đốt trong nhà hay gì. Thôi chú thì có ai cấp chú được 2 tiên không? Đó, ý đó mà là Trung Quốc mà là chấp được. Đó là cái vui bên Trung Quốc chấp được đó. Cơ hội cho anh bắt hai xe. Sợ không thấy tôi phải chỉ nữa đó. Chứ không có nào tốt như tôi. Có ăn luôn đi chứ không trả gì nữa. Chạy trước chứ mà đậu mang ngựa chạy em muốn làm tao chết rồi. Khóc. Đó. Đâm cái gì đó đâm. Giờ này tôi hết. Quýnh gì kì vậy, bỏ xe ở nó lâu vậy. Mày quên rất lộn như chạy. Thôi nghỉ quýnh, quýnh đường ăn. Không muốn giang.